Cô Trinh ơi, lần trước là cô Trinh ghé con làm công nghệ Ultrasound nè. Vậy cô Trinh cảm thấy hiệu quả tới bây giờ là như thế nào ạ? Ôi bữa cô lại mặt cô xấu quá, coi như rảnh rồi, cười lên rảnh rồi, rồi cái sệ sệ nha. Rồi bây giờ cô làm xong cô nhìn kiến cô thấy cô quá trời đẹp. Cô thấy cô quá trời đẹp là hạnh phúc quá đúng không cô? cô thấy quá trời đẹp. Xong rồi là coi như là cô đi chơi với bạn bè cô đều nói ủa sao bữa nay mà đẹp dữ vậy? Nói tại vì đi qua bên BB làm á cho nên nâng cái cơ lên, bây giờ thấy cái cơ nó săn chắc quá trời. Mà bên đó nhiệt tình lắm, coi như là tư vấn kỹ cho nên là làm cho cô là thấy đẹp lắm, cho nên mấy bạn cô cứ hỏi hoài, cô nói ok, chừng nào đi theo tôi nha, thì tôi chỉ cho. Bên BB làm nhiệt tình lắm mà mấy bé nó cũng dễ thương nữa. Đó, Bác sĩ thì bác rất là mát sĩ là tay coi quá như là mát tay làm nhẹ nhàng, coi như làm xong cái là mình ngồi dậy là coi thấy đẹp liền. ha. Và càng ngày mình lại càng đẹp hơn. Đó, đó. hôm nay là nếu như mà càng để em chia sẻ cái hình ảnh mà lúc đầu cô ghé bên BB nè. Bây giờ là sau khoảng 2 tháng cô ha. Mà cả nhà mình biết không, cơ của cô lên rất là gọn, rất là đẹp luôn á. Con thấy khuôn mặt của mình rất là thon cô ha. Đó, cho nên là bạn Gọn cô gọn lại. muốn được đi theo cô làm đẹp nè. Lần tới mà đi thì chắc chắn là đi chung với bạn cô Đúng rồi, đúng rồi. ha. Cô phải rồi, thấy cô Dạ. nó đòi đi hoài. Bây giờ là coi như gương mặt rất là thon nè, rãnh cười thì nông nè, những cái nếp nhăn là đỡ hẳn cô ha, Đó, làn cô da mừng sáng lắm. đều màu nè, đó, nên là trời ơi thương cô lắm, nó nói là nhìn cô là thấy giống như là 8 điểm luôn rồi, 8 điểm bây giờ chỉ cần chút xíu đó thôi là cô 10 điểm cô ha. cố gắng đi hoài là liên tục Dạ. để 10 điểm luôn. Dạ. Với bạn cô á như là ganh Dạ. Cảm tị ơn cô rất là luôn. nhiều luôn á vì đã tin tưởng BB này cho tụi con có cơ hội để chăm sóc làn da cho cô. Bây giờ thì con sẽ mời cô tiếp tục mình nằm xuống nè để tụi con chăm sóc cho cô thư giãn thoải mái cô nhé. Dạ, Rồi, dạ con mời cô nằm xuống cô nè. làm tiếp nha. Dạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Cả nhà mình thấy không? Không có gì quý giá hơn và cũng không có gì có thể đẹp bằng một người phụ nữ khi được là chính mình. Hãy để cho BB Thanh Mai giúp cho chị em phụ nữ chúng ta được luôn tự tin là chính mình và thành công hơn trong cuộc sống này nhé. Tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai là 1-800-6617. Hãy cùng với bác sĩ bên em và cùng với chúng em để làm cho làn da của chúng mình ngày càng được tươi trẻ hơn. Chúng ta sẽ tự tin và thành công hơn trong cuộc sống này nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những buổi live tiếp theo ạ.